cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với những tin tức trên kênh youtube chính thức của báo Nông nghiệp Việt Nam. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất để gửi đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết. Mời quý vị cùng theo dõi. Tổng thống Biden hồi tháng 10 kêu gọi Quốc hội Mỹ phê duyệt ngân sách 106 tỷ đô la Mỹ cho an ninh quốc gia, trong đó ràng buộc khoản viện trợ trị giá 61 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine với 14 tỷ đô la Mỹ hỗ trợ cho Israel trong chiến dịch trả đũa Hamas Tuy nhiên, những đề xuất từ Nhà Trắng đều không thể thúc đẩy Quốc hội Mỹ phê duyệt viện trợ cho Ukraine và Israel. Tình trạng này có thể kéo dài sang năm 2024. Trước đó, Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson đã nhắc lại yêu cầu được cung cấp thêm thông tin về chiến lược đối với Ukraine và yêu sách của Đảng Cộng Hòa đòi chính quyền thay đổi chính sách nhập cư. Động thái này tiếp tục gây ra tình trạng bế tắc trong cuộc tranh luận kéo dài nhiều tuần giữa các bên về sự hỗ trợ an ninh cho Kiev. Ông Johnson nhấn mạnh, tôi nhắc lại rằng Tổng thống Joe Biden phải đáp ứng các yêu cầu giám sát của Quốc hội về việc chính quyền cho đến nay đã không đưa ra các mục tiêu được xác định rõ ràng và việc không cung cấp vũ khí thiết yếu cho Ukraine một cách kịp thời. Quốc hội Mỹ đã phê duyệt hơn 110 tỷ đô la Mỹ viện trợ cho Ukraine kể từ khi Nga phát động kế hoạch quân sự hồi tháng 2 năm 2022, nhưng chưa thông qua bất kỳ khoản viện trợ nào cho Kiev kể từ khi Đảng Cộng Hòa tiếp quản Hạ viện từ tay Đảng Dân Chủ vào tháng 1 năm 2023. Hồi cuối tháng 11, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã tới dự hội nghị thượng đỉnh quốc tế về an ninh lương thực ở Kiev và thông báo rằng Ukraine đang chuẩn bị triển khai hệ thống phòng không rất mạnh ở khu vực xung quanh Odessa, cả ngũ cốc chiến lược của nước này. Đây cũng là nơi xuất phát của những chiếc tàu thương mại chở ngũ cốc trên hành lang mới mà Ukraine tự mở ở Biển Đen Ukraine làm điều đó bất chấp rủi ro bởi ngũ cốc rất quan trọng đối với kinh tế nước này. Trong khi vào tháng 7 năm 2023, Nga đã đình chỉ thỏa thuận cho phép Ukraine xuất khẩu ngũ cốc qua ngã Biển Đen. Hai tuần sau tuyên bố của người đứng đầu nhà nước Ukraine, tờ The Kiev Independent ngày 6 tháng 12 dẫn thông báo trên kênh Telegram của Tư lệnh Không quân Ukraine, Trung tướng Mykola Olechuk cho biết một tên lửa phòng không của Ukraine đã bắn hạ một máy bay ném bom Su-24M Fencer của Nga khi bị bắn hạ, chiếc Su-24M Fencer được yểm trợ bởi một máy bay chiến đấu Su-30SM và đang cố gắng phóng tên lửa tới các mục tiêu ở phía nam tỉnh Odessa. Địa điểm chiếc Su-24M Fencer bị bắn hạ là gần đảo Rắn, hay còn gọi là đảo Zimini trên biển đen. Chuyên trang quân sự Warzone cho biết họ không thể xác minh độc lập những tuyên bố của phía Ukraine và tới nay, chính quyền Nga cũng chưa xác nhận về việc chiến đấu cơ Su-24M Fencer bị mất tích. Một số tờ báo của phương Tây, bao gồm tờ Newsweek đã liên hệ với bộ quốc phòng Liên bang Nga để đưa ra bình luận nhưng chưa nhận được phản hồi. Dẫu vậy, theo The Warzone, các kênh mạng xã hội tiếng Nga đã đăng tải thông tin Su-24M Fencer bị bắn hạ trên biển đen, bao gồm kênh Telegram Fighter Bomber có liên hệ chặt chẽ với không quân Nga. Ít nhất một kênh Telegram khác đã tuyên bố rằng lực lượng phòng không Ukraine đã sử dụng tên lửa đất đối không Patriot để chống lại Su-24M Fencer trong trường hợp Ukraine quả thực đã bắn hạ chiến đấu cơ Su-24M Fencer của Nga, điều đó cho thấy một số tín hiệu cảnh báo nguy hiểm đối với Nga. Thứ nhất, với thông tin phía Ukraine đưa ra, người ta không rõ Kiev đã sử dụng loại tên lửa gì để bắn hạ Su-24M Fencer. Tuy nhiên, theo cây bút trên trang hàng không vũ trụ và quốc phòng David X của hãng tin Forbes, trong mọi trường hợp, rất có thể Ukraine đã nâng cấp hệ thống phòng không ở phía Nam và giành được lợi thế trước các lực lượng của Nga. Nói cách khác, hệ thống phòng không của Ukraine ở Odessa Giờ đây đã có thể vươn tầm bắn xa hơn so với các loại tên lửa đối đất mà hạm đội Biển Đen của Nga sử dụng để bắn phá Odessa. Thứ hai, theo The Warzone, trong vài tháng qua, lực lượng không quân và hải quân Nga thường xuyên nhắm vào Odessa cũng như các cảng quan trọng khác ở miền Tây Ukraine trong một nỗ lực rõ ràng nhằm cắt đứt các cơ liên kết thương mại quan trọng của Ukraine. Vận chuyển thương mại đường biển vẫn là một phương thức thiết yếu để xuất khẩu ngũ cốc và các hàng hóa khác từ Ukraine khi máy bay không người lái Shahed 136 chiếm phần lớn trong các hoạt động tấn công tầm xa hiện tại của Nga, việc chuyển sang sử dụng các đòn không kích bằng máy bay cánh cố định như Su-24M Fencer nhắm vào các mục tiêu ven biển là điều dễ hiểu. Nhưng nó lại cho thấy Nga đang dần cạn kiệt tên lửa tầm xa. Thứ ba, nếu lực lượng Ukraine thực sự sử dụng hệ thống tên lửa phòng không Patriot để bắn hạ Su-24M Fencer ở Biển Đen, điều này có nghĩa là ít nhất một trong những hệ thống này đã được triển khai ở cực tây nam của Ukraine. Mặc dù Diwarzon không thể xác thực nhưng đã có tiền lệ cho việc này với việc triển khai Patriot ở miền đông Ukraine, nơi rất gần biên giới Nga. Nếu Ukraine có thể đã sử dụng một loại tên lửa đất đối không khác, không phải Patriot để bắn hạ Su-24 m Fencer, thì rất có thể đó là hệ thống có tầm bắn ngắn hơn và địa điểm bố trí nó rất có thể là ở đảo rắn, nơi đã trở lại dưới sự kiểm soát của Ukraine và một số giàn khoan dầu khí ở Biển Đen, nơi Ukraine tuyên bố là đã giành lại chúng từ Nga. Một bố trí như vậy sẽ giúp Ukraine tăng cường khả năng giám sát Phát hiện và theo dõi hoạt động của máy bay Nga. Lực lượng phòng vệ Israel IDF cho biết, các binh sĩ của họ đã thu giữ một kho vũ khí lớn của Hamas nằm ở phía bắc giải Gaza. CNN dẫn thông cáo được IDF công bố trên mạng xã hội hôm mùng 6 tháng 12 cho biết, địa điểm kho vũ khí trên của Hamas nằm gần một trường học và trạm y tế, và đây là một trong những kho khí tài lớn nhất từng được binh sĩ Israel phát hiện ở giải Gaza. Kho vũ khí trên chứa hàng trăm quả tên lửa và súng phóng lựu chống tăng không giật đủ các loại. Thuốc nổ, nhiều loại tên lửa tầm xa từng nhằm vào trung tâm Israel và nhiều phương tiện bay không người lái. Một vài vũ khí trong số đó được chuyển đi để điều tra thêm, trong khi một số khác bị tiêu hủy ở một cánh đồng gần đó. IDF sau đó đã đăng một đoạn video ghi lại cảnh nhiều xe tải quân sự Israel được điều động cho nhiệm vụ vận chuyển một số tên lửa lớn, trong khi các binh sĩ Israel kiểm kê đạn cối, thuốc nổ hay máy bay không người lái UAV có trong kho vũ khí trên. Trước đó, tài khoản của người phát ngôn lực lượng phòng vệ Israel Daniel Hagari đã phát đi hình ảnh những quả tên lửa được tìm thấy bên trong chiếc giường đặt trong phòng ngủ, có biển ghi ở cửa là của bé gái. Phòng ngủ này thuộc ngôi nhà của một tay súng Hamas, thuộc phân đội ở Bay Hanon. Ngoài ra, các binh sĩ Israel còn tìm thấy nhiều loại vũ khí, đạn dược khác ở xung quanh như phương tiện nổ, đai nổ, hệ thống kích hoạt, súng tiểu liên, đạn chống tăng. Quân đội Israel cũng cho công bố video cho thấy vũ khí được tìm thấy ở nhiều nơi trong bệnh viện Al-Shifa lớn nhất giải Gaza. Trong video, Trung tá Jonathan, người phát ngôn quân sự của quân đội Israel cho biết những khẩu súng AK-47 cùng băng đạn được giấu bên cạnh máy chụp MRI trong bệnh viện Al-Shifa nhiều loại vũ khí khác cùng đạn dược và trang thiết bị chiến đấu của Hamas cũng được tìm thấy trong khu phức hợp bệnh viện Al-Shifa. Hãng thông tấn TASS của Nga dẫn thông tin từ đài phát thanh quân đội Galay Tizahan của Israel cho hay giao tranh ở giải Gaza sẽ tiếp diễn ít nhất một tháng nữa cho đến khi hai bên đạt được lệnh ngừng bắn mới. Theo đài phát thanh này, cuộc tấn công đang diễn ra của lực lượng phòng vệ Israel IDF nhằm mục đích gây sức ép cho Hamas để nối lại đàm phán về việc thả con tin theo những điều kiện tốt hơn. Đài Kalei Tizahan trích dẫn các nguồn ẩn danh trong cơ quan an ninh Israel rằng IDF sẽ gây áp lực đàm phán cho Hamas bằng các đòn tấn công dồn dập ở cả phía Bắc và phía Nam của giải đất Gaza. Ngày 5 tháng 12, Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh GCC đã cảnh báo về tình hình xung đột giữa Israel và Hamas, đồng thời kêu gọi ngừng bắn nhân đạo ngay lập tức. Trong tuyên bố Doha được thông qua tại phiên họp thứ 44 của Hội đồng Tối cao GCC ở Qatar, lãnh đạo các nước gcc cảnh báo về mối nguy hiểm của việc mở rộng đối đầu và xung đột lan rộng sang các khu vực khác ở trung đông